Trình xin trình bày cho các bạn về kỹ năng thuyết trình. Thì thuyết trình hay gọi là diễn thuyết ấy, là trình bày một vấn đề nào đó một cách có hệ thống mà trước rất nhiều người. Ví dụ như nhà diễn thuyết trình bày bài nói chuyện của mình trước nhiều người, giáo viên giảng bài trước lớp chẳng hạn, hoặc là nhân viên kỹ thuật thay mặt phòng kỹ thuật trình bày phương án sửa chữa và lắp đặt hệ thống điều khiển cho dây chuyền sản xuất trước các thành viên chủ chốt của công ty. Những cái vấn đề như thế được gọi là thuyết trình. Và vậy thì các bước đơn giản ở thuyết trình là bao gồm bao nhiêu bước? Đó là chúng ta cần phải, để mà thuyết trình tốt, chúng ta cần phải trải qua ba bước. Đó là bước một là để mà chuẩn bị tốt cho cái buổi thuyết trình này, thì đứng trước nhiều người để diễn thuyết một cái vấn đề nào đó, ngay cả những nhà diễn thuyết chuyên nghiệp thì cũng có lúc lúng túng và e ngại căng thẳng. Để có thể đường hoàng tự tin nói chuyện với khán giả, chúng ta và cả những nhà diễn thuyết chuyên nghiệp đều phải có sự chuẩn bị chu đáo cho cái buổi nói chuyện của mình. Và quy trình chuẩn bị như sau, đó là đánh giá đúng bản thân. Tức là khi mà được mời nói chuyện về vấn đề đó thì bạn cần phải cân nhắc hai vấn đề sau. Vấn đề một đó là mình đã đang am hiểu vấn đề này chưa? Mình có đủ thông tin ở trên bài hay không? Vấn đề thứ hai là con người cương vị của mình thì có được người nghe chấp nhận hay không? Lý do là tầm quan trọng của vấn đề thì phải ngang tầm với người diễn thuyết, nếu không là người nghe sẽ thiếu tự tin. Chẳng hạn như là ở một chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin chẳng hạn, và nói về dự báo cảnh báo virus toàn cầu sẽ khiến cho mọi người tin tưởng hơn một nhân viên trong các ngành. Còn một trong hai điều kiện, nếu mà thiếu một trong hai điều kiện trên thì không đáp ứng được thì bạn cũng từ chối cái buổi nói chuyện đó ngay lập tức. À, cái thứ hai là chúng ta cần phải tìm hiểu về người nghe. Bài nói chuyện phải được xây dựng xung quanh người nghe và lấy người nghe làm trung tâm. Cùng một vấn đề nhưng mà nói cho đối tượng nghe khác nhau thì cách xây dựng bài nói cũng khác nhau. Chẳng hạn như vấn đề về quốc tế chẳng hạn, nhưng mà nói cho sinh viên nghe thì khác với nói cho giáo viên nghe. Vì thế bạn cần phải tìm hiểu kỹ xem đối tượng của mình là ai, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, tín ngưỡng, nhu cầu, sở thích, động cơ của họ nữa. Từ đó có sự chuẩn bị bài nói của mình cho phù hợp.
Rồi cái thứ ba là chúng ta còn phải xác định đúng mục tiêu và mục đích của buổi nói chuyện. Chẳng hạn như bạn thuyết trình về cách bán hàng chẳng hạn, thuyết trình về một cái sản phẩm nào chẳng hạn, thì mục đích của bạn là bạn truyền tải cho người khác quảng bá cái sản phẩm của mình. Nhưng mục tiêu của bạn là bán được 100 hay 200 hay 2.000 cái sản phẩm của mình. Đó gọi là mục tiêu và mục đích. Như vậy thì để mà xác định mục tiêu và mục đích của buổi nói chuyện thì trước khi chuẩn bị nội dung của bài nói chuyện ấy, bạn cần xác định rõ mục đích và mục tiêu của bài nói chuyện. Bạn nói chuyện với mục đích là cung cấp thông tin cho người nghe, thuyết phục người nghe hay để góp vui. Trên cơ sở mục đích đó thì đề ra mục tiêu. Và mục tiêu của bài nói chuyện phải cụ thể, đánh giá được mức độ thành công của bài nói chuyện. Chẳng hạn như sau buổi thuyết trình ấy, thì phương án sửa chữa lắp đặt điều khiển hệ thống tự động cho dây chuyền sản xuất của công ty ấy, bạn nhằm là thuyết phục các thành viên trong hội đồng quản trị hay ban giám đốc hy vọng là bạn có được 90% là thành viên trong hội đồng quản trị bỏ phiếu tán thành phương án của bạn. Và làm được điều này thì thành công của bạn là sẽ cao hơn, đúng không? Và chuẩn bị cho bài nói chuyện, cuối cùng là bước chuẩn bị cho bài nói chuyện. Bài nói chuyện thì cần phải chuẩn bị một cách chu đáo và bạn còn phải thảo sẵn cái bài nói chuyện đấy ấy, hoặc là ít nhất bạn còn phải lập một cái đề cương chi tiết cho các ý mình cần phải trình bày, dẫn chứng có số liệu minh họa cho mỗi ý và không nên quá tin tưởng vào trí nhớ của mình, vì nhiều khi trí nhớ làm hại bạn ấy. Và nếu là lần đầu diễn thuyết thì bạn còn phải tập dượt trước, chuẩn bị tốt hơn để tự tin trong quá trình nói chuyện mà không gặp trục trặc trong cái quá trình thuyết trình.